Xin chào mọi người. Tối nay 6 giờ tối thì mình sẽ có thêm một cái livestream nữa ở trên Tiền Academy ở trên YouTube. Ok, hẹn mọi người ở trên đó. Trong cái livestream đó mình sẽ cập nhật tất cả những thông tin mình đã cập nhật được hồi tối hôm qua đến giờ. Và chút nữa mình dậy thì mình sẽ cập nhật thêm thông tin cho bạn. Và nó sẽ nói về CPI của tối nay như thế nào. Ok, nếu mà con số này xảy ra thì thị trường nó sẽ bay bổng như thế nào, và nếu con số kia xảy ra thì thị trường nó sẽ đi xuống như thế nào, thì mình sẽ giải thích hết cho bạn trong cái livestream kế tiếp. Mình sẽ nói về Fed. Ok, luật gì Fed vừa đổi nghe để cứu vớt nhà băng. Ok, và nó sẽ liên quan như thế nào với tương lai của gọi là kinh tế của nước Mỹ, hệ thống nhà băng của nước Mỹ. Ok, mình sẽ nói về giá của Bitcoin. Ok, sẽ đi đâu những giờ và ngày và tuần tới đây. Ok, phần trăm sẽ đi đâu. Ok, và mình sẽ nói những cái thứ về tiền điện tử nữa, vân vân và vân vân. Mình đã schedule cái livestream đó rồi ở trên nền tảng YouTube. Ngay bây giờ bạn lên trên YouTube mà ứng vô chữ live á, thì nó sẽ nói là 6 giờ tối mình mới tìm hiểu và làm được cái đó. Ok, thì hẹn mọi người tối nay 6 giờ tối. Xin chào mọi người.